Mình mới mua cái kìm nè. Kìm này 120 ngàn nha. Mua là mình khai trương luôn. Khui khui hộp bắt thấy không? Chết chết tôi. Kìm này cắt form nha. Đã chưa? Cắt thử nha các bạn. Con này đóng cao quá mọi người. Mình sẽ lấy than bắt lên. Nó đâu có tiêu rồi. Chờ chút xíu, chờ chút xíu. Wow, cái kìm này cắt tốt quá. Ôi, nghe biết sao. Quá nhà mặt rồi. Mọi người thấy không? Trời ơi, mặt quá mặt rồi. Ôi, mặt khủng khiếp luôn nha. Ôi, nó mất tiêu rồi trời. Chết tôi rồi. Kìm cắt đã rồi chứ. Con bự quá. Không chưa? Quá ngon, quá ngon. Quá ngon nha, kìm cắt đá rồi chứ. Đúng rồi, kìm thiệt, kìm cắt cành đúng đắt đá luôn. Quá đã, quá đã. Kìm cắt đá thiệt chứ. Rồi. Màu ổn nha, mặt quá nha mặt luôn nè. Nhóc mặt. Nhóc mặt luôn. Ờ, quá đẹp quá đẹp. Thấy chưa mọi người. Để tiếp tục nha. Các bạn. Mới bắt được ông xíu nha. Con này cũng cục mặt đó ha. Nó được cục mặt nè. Cắn thử các bạn xem nha. Ngon ngon lắm nha, ngon. Cha mẹ ơi. Cha mẹ ơi. Không còn gì bằng hết. Các bạn thấy gì chưa? Thấy không chứ đó chưa? Quá là mặt luôn kìa. Đó, thấy không? Nó ngang tay mình đó. Thấy không? Bây giờ mình đút đuốc xong mình leo lên cho anh bắt cho bạn xem nha. Con này nó hung dữ lắm nha. Quá trời. Mệt. Thank you.
Ôi trời, nó đẹp lắm này. Bắt được ông này mọi người, quá trời mặt luôn. Ông này bật tay luôn nha, ông này cho khách sĩ á. Đó, mọi người thấy không chưa? À, nó nhiễu nhiễu rồi. Trời trời nhiễu nhiễu vậy. Đó, rồi, cái tay ngỗ này nè. Nè, thấy không? Ê, còn giờ là ở trên là ong, dưới thì cá với cua. Còn dưới lòng đất thì chem chép với lại sâu đất, hải sâm. Nhiều thứ lắm. Nếu bạn thấy kênh Đặc Biệt Giờ hay nhớ đăng ký kênh, ủng hộ Đặc nha. Đặc sẽ ra những video bị bắt thật sự là chân chất cho bạn xem. Ngọt thiệt. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Dắt cho bạn xem luôn nha. Rồi xuống gì đâu trời. Học gì nào? Mày nhá. Cục vàng của anh. Tắt chưa? Mặt trăng mặt mặt ông 100% nguyên chắc đến kênh Đặc Biệt Cần Giờ. Ăn đi. Ơi. Cho bình tay mới ăn cái ăn này ghê chứ. Ăn thử coi, mày ăn thử coi. Thôi. Nguyên bò ấy. Ăn đưa ba ăn kìa. Chị nó ăn rồi đó cho nó ăn mày.